Chào các bạn Trong bài hình trước Chúng ta đã chèn được module lock vào bên trong trang chủ Bây giờ các bạn hãy kiểm tra lại phần module lock của chúng ta Xem khi nó chạy trên các màn hình di động với các kích cỡ khác nhau Xem nó đã thể hiện tốt Và nó đã đáp ứng được chuẩn ARUD hay chưa Thì cái phần chỉnh cho phần giao diện block này ở phần web tỉnh là chúng ta đã chỉnh cho nó chạy trên di động xong rồi Bây giờ khi chúng ta đưa dữ liệu động vào Chúng ta kiểm tra lại xem là chúng ta có cần chỉnh sửa thêm bớt gì không Khi nó chạy trên các hình di động với kích cỡ khác nhau Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra cho mình là 240 tới 320 Cái phần block của chúng ta thử Thì đây là phần block của chúng ta Đây là cái danh mục ẩm thực Tin đầu tiên có tiêu đề có hình tin số 2 số 3 là có một cái nền xanh phía dưới du lịch du lịch thì cũng giống như vậy chuyện bốn phương cũng giống như vậy nhưng mà cái phần tình yêu này hình như là cái hai tin cuối này là chúng ta chưa có cái nền do đó bạn thấy là nó chưa có đồng bộ lắm cái này là chúng ta chưa có tô nền cho nó bây giờ các bạn hãy kiểm tra lại cái phần định nghĩa cho cái màn hình từ 204 tới 320 chúng ta tô nền thêm cho hai cái tên cuối này cho nó đồng bộ với trên đây luôn để nhìn nó đẹp hơn bây giờ các bạn hãy mở lại trang blog.mp thì cái tên cuối của chúng ta là nó nằm trong cái lát là lóc tin 23 các bạn nhớ cái lát này bây giờ các bạn mở lại tập tin Style 1 các bạn tìm lại cái đoạn mà chúng ta định nghĩa cho cái phần di động, các bạn tìm cái từ khóa a cộng media. Đây là chúng ta đang vào màn hình 240 tới 320. Các bạn kiếm cho cái phần định nghĩa block. Các bạn để ý những cái đoạn ghi chú của chúng ta để chúng ta tìm cho nhanh. Đây là phần block. Và các bạn kiếm chỗ cái phần tin 23 thì chỗ này chúng ta có một cái bát rau các bạn coi ngay chỗ cái phần h1 này bóc lóc h1 này các bạn tìm lại cái phần Mirror này. Các bạn chú ý là trong cái file set của chúng ta là nó chỉ thể hiện được cái phần mà chúng ta định nghĩa trên desktop thôi. Còn cái phần mà định nghĩa cho smartphone là nó không có nằm bên trong cái này. Do đó khi nếu mà chúng ta bấm vô cái này thì nó sẽ nhảy lên cái đoạn định nghĩa CSS cho cái phần trên desktop. Do đó bây giờ cái phần định nghĩa cho điện thoại là chúng ta phải đứng ở chế độ code chúng ta làm chứ chúng ta không làm ở chế độ design được. Các bạn kiếm lại cái phần block của chúng ta lại thì đây là phần block thì đây là cái màu nền nè ở đây chúng ta có cái màu nền này nhưng mà cái màu nền này là cho cái block cho cái thẻ h1 của cái lát bóc lóc có nghĩa là nó chỉ ảnh hưởng cho ba cái lóc đầu tiên thôi còn cái lóc cuối là như chúng ta chưa có làm các bạn kiểm tra cái lóc bóc lóc cuối thì giờ các bạn cũng làm một cái y chang như vậy cho cái bóc lóc cuối thì cái bóc lóc cuối của chúng ta Chúng ta phải làm cho cái h1 nữa Thì đây là cái bóc lóc H1 Bây giờ các bạn duplicate khách nó Các bạn tạo thêm một cái lát giống y chang này vậy nữa Nhưng mà cái này là cho cái lát bóc lóc cuối Tôi nghĩa là chúng ta muốn Là ở cái bóc lóc cuối của chúng ta Thì chúng ta cũng tôn nền y chang giống vậy thôi Các bạn review lại thử thì đây là cái phần báo lóc cuối của chúng ta có nghĩa là cái này nằm trong cái lóc cuối nè có nghĩa là cái sách sinh cuối cùng á thì những cái tiêu đề của nó dạng h1 thì chúng ta cũng tô nền màu xanh phía dưới luôn để cho nó đồng bộ với phía trên này thì nhìn nó sẽ đẹp hơn thì trong phần thiết kế giao diện trong phần bài tập khóa là chúng ta thiếu định nghĩa cho cái lát này có nghĩa là chúng ta định nghĩa cho cái thẻ h1 của cái bóng lóc cuối này là nó có nền thì các bạn hãy bổ sung vào thêm chứ không là nó không đồng bộ thì nhìn nó hơi kỳ bây giờ chúng ta kiểm tra Chơi màn hình từ 320 tới 408 thì chơi mình từ 320 tới 408 thì bạn thấy cũng vậy chúng ta cũng thiếu cái lách này thì ba cái phía trên này ba cái xanh đầu tiên này là đang xài cái lách bóc lóc thì các tinh dạng H1 là chúng ta đã tô nền cho nó màu xanh chỗ này rồi nhưng mà riêng cái thằng cuối này là chưa có do đó là các bạn hãy copy luôn cái bóc lóc cuối H1 này các bạn đem xuống cho cái màn hình từ 320 tới 408 các bạn tìm từ màn hình 320 tới 408 các bạn kiếm cho cái phần block đây là phần lóc của chúng ta thì đây là chúng ta mới định nghĩa cho cái tiêu đề H1 của cái bóc lóc thôi có nghĩa là ba cái xích xanh đầu Bây giờ chúng ta định nghĩa luôn cho cái sinh cuối Vì chúng ta có bốn cái phần block là Vậy là chúng ta sẽ định nghĩa luôn cho cái block cuối này H1 là nó có cái màu nền Chỗ này Bây giờ các bạn lưu lại các bạn chạy lại thử Thì bạn thấy là bây giờ cái hai cái tên cuối này Là bây giờ nó cũng có nền luôn rồi Vậy nó đồng bộ với phía trên Còn trong hình từ 480 tới 800 mà hình từ 480 tới 800 thì chúng ta thể hiện dạng là hai dòng mỗi dòng hai cột và chúng ta không có tô nền. Do đó là cái này thì nó đã chạy đúng rồi, chúng ta không cần phải chỉnh lại. Cho màn hình là 64 x 960 thì chúng ta cũng thể hiện là hai hàng, mỗi hàng là hai cột thì nó cũng đã chạy tốt rồi. Chúng ta không cần phải chỉnh lại. Khi chúng ta xem cho màn hình là 640 nhân sáu thì nó đã đúng rồi. Bây giờ chúng ta xem trên hình là 768 nhân 280 thì chúng ta thể hiện dạng bốn cột và nó đã đáp ứng được chuẩn ARUD rồi. Do đó là chỗ này thể hiện tốt, chúng ta không cần phải chỉnh gì lại cả. Khi chúng ta xem trên hình 1024 nhân 768 thì phần block của chúng ta cũng đã thể hiện tốt rồi. Do đó là chúng ta không cần phải chỉnh lại cái phần block này nữa. Khi chúng ta xem trên màn hình desktop 1366 nhân 768 thì phần lốc của chúng ta đã thể hiện tốt. Vậy là chúng ta đã kiểm tra lại phần lốc của chúng ta xem nó có đáp ứng được chuẩn ARWD trên tất cả các màn hình di động hay không. Thì mình thấy thì trong phần này thì chúng ta chỉ có thiếu có một phần trên hai màn hình, đó là từ màn hình 204 tới 302 và màn hình từ 302 tới 408 là hai cái tên cuối này chúng ta quên tô nền cho nó thôi. Còn phần chỉnh D cho phần lốc này là chúng ta đã làm rồi bên phần giao diện do đó là bây giờ chúng ta chỉ kiểm tra chúng ta hiệu chỉnh lại những chỗ nào chúng ta còn làm sót hay không thôi thì đó là bài thành hôm nay của các bạn chúc các bạn thực hành bài lớp này thành công chào các bạn chào các bạn trong bài hình trước chúng ta đã thiết kế được phần module block và chúng ta đã lấy ra được ba tin tức mới nhất cho mỗi danh mục con bên trong nhục block này trong bài thành hôm nay chúng ta sẽ chuyển form tìm kiếm này thành trang động bây giờ các bạn hãy mở website của các bạn lên và các bạn hãy mở lại trang form sợ mà trong phần thiết kế web tỉnh chúng ta đã thiết kế xong các bạn review thử trang form.html của chúng ta thì cái trang form.html này là trang sau này chúng ta sẽ cho phép người dùng nhập vào một từ khóa để họ có thể tìm kiếm các tin tức bên trong website của chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ tiến hành chúng ta làm trang này thành trang web động. Bây giờ các bạn hãy chọn trang form search.html. Các bạn hãy đổi đuôi nó lại thành form search.php. Bây giờ cái trang form search.html này các bạn hãy đóng lại. Bây giờ các bạn cũng hãy mở trang chủ index.php lên. Trong bài thực hành trước thì chúng ta đã có chèn cái form tìm kiếm này vào bên trong trang chủ rồi trong phần bài tập cuối khóa. Lúc chúng ta thiết kế trang web tỉnh tin tức thì các bạn hãy tìm kiếm lại cái sách sinh sợt thì đây là cái sách sinh sợ của chúng ta Và trong sách sinh sợ này Chúng ta đã chèn vào bên trong này Một cái thẻ form Bây giờ cái thẻ form này Là chúng ta đang chèn tỉnh vào bên trong cái sách sinh sợ này Bây giờ các bạn hãy cắt bỏ cái thẻ form này Sau đó các bạn hãy mở trang form search .bb lên Các bạn đưa qua bên trang form search .bb Thì trong trang form search này Nhắc lại là chúng ta có một cái input tay bằng test với cái name tên là keyword thì cái hộp test field này là cái hộp để cho phép người dùng nhập vào một cái từ khóa để tìm kiếm và cái hộp input này chúng ta đã đặt tên cho nó là keyword với cái giá trị mặc định là nhập nội dung cần tìm và khi người dùng bấm chuột vào cái test field này thì cái giá trị đó nó sẽ được gán bằng rỗng và khi người dùng di chuyển chuột ra ngoài thì nó sẽ gán lại cái giá trị là nhập nội dung cần tìm vào bên trong cái tích phiêu keyword này và chúng ta có một cái nút với kiểu là submit với cái tên của cái nút là tìm kiếm và cái hành động của chúng ta chỗ action chỗ này chúng ta đang ghi là kết quả tìm chấm html thì bây giờ các bạn hãy đổi thành là kết quả tìm chấm vì chúng ta chuyển qua web động thì cái đuôi sẽ là php method chúng ta sẽ là get và cái tên form của chúng ta chúng ta đang đặt tên cho nó là form sợ thì bên trong trang form sợ này các bạn hãy bỏ hết các thẻ html cơ bản đi các bạn chỉ giữ lại cái thẻ form form thôi thì là trang form sợ .com của chúng ta thì cái cấu trúc chúng ta chỉ để lại như vậy thôi thì sau khi chúng ta thiết kế xong trang form sợ .com rồi chúng ta sẽ lút nó vào trang chủ bên trong cái section search này bây giờ các bạn hãy đặt con trỏ trong section search, các bạn vào tab bxp và các bạn hãy bấm vào nút inlux để chúng ta gắn cái trang home search, chấm bxp vào trong đây các bạn gọi trang home search chấm bxp các bạn lưu lại bây giờ các bạn hãy review lại trang chủ của chúng ta thử thì đây là trang chủ của chúng ta bạn thấy là cái form search này là bây giờ chúng ta đã thiết kế động. Sau này khi người sử dụng nhập vào một cái từ khóa vào đây, bấm nút tìm kiếm thì nó sẽ nhảy tới trang kết quả tìm bp Còn trang kết quả tìm này chúng ta sẽ xử lý như thế nào để ra được các kết quả tìm kiếm thì chúng ta sẽ thực hành trong các bài thực hành sau này. Còn trong bài hôm nay thì các bạn chỉ thiết kế trang form search.php cho phần giao diện trang web động của chúng ta và chúng ta hãy in lút nó vào bên trong trang chủ vậy là bạn thấy là bên trong trang chủ của chúng ta bây giờ cái giao diện của chúng ta sẽ gọn hơn trong cái session phim sợ chỉ có một cái lệnh in lút duy nhất thôi là chúng ta gọi trang phim sợ thì đó là cái ưu điểm khi chúng ta làm web động thì đó là bài hôm nay của các bạn là các bạn hãy thiết kế trang phim sợ chấm php và các bạn hãy in lút trang phim sợ này vào bên trong trang chủ index.php để chúng ta chuẩn bị sau này chúng ta sẽ thực hiện module tìm kiếm tin tức bên trong website của chúng ta. Chúc các bạn thực hành bài lắp này thành công. Chào các bạn.